thời gian chỉ còn 10 phút nữa thôi. Cảm ơn vào lau chùi bàn nấu của mình có sạch sẽ, lau chùi của bàn nấu của mình khi tắm dần xong, bàn nào bưng ra bàn đó và đứng xin quanh lại để ăn, không được đụng vào đồ ăn ở đâu hết. Màng thì ăn, màng mà làm thì ăn, làm với nhau. Tất cả cái bàn trở lại để cùng xung quanh cái bàn đó thôi.